Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trong clip mới hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tải, cài đặt và một số lưu ý khi chúng ta sử dụng phần mềm Zoom Client phiên bản mới các bạn nhé. Thì do thời gian gần đây mình có support, có hỗ trợ một số khách hàng sử dụng Zoom mà họ không thành thạo về máy tính nên là về tin học, nên là sẽ gặp một số cái trở ngại, một số cái bất cập mà khi sử dụng cái phần mềm Zoom ở phiên bản mới các bạn nhé. Thì mình sẽ gộp trong clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt, tải, cài đặt và sẽ hướng dẫn chúng ta setup âm thanh, video cũng như là cái chức năng bảo mật cho phòng họp các bạn nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt. Các bạn mở trình duyệt web cho mình, các bạn bấm vào trình duyệt, các bạn gõ cho mình là zoom.us. Thì tại đây nếu mà chúng ta bấm vào mục tải về, các bạn kéo dưới cuối cùng này, nó sẽ mục tải xuống này nhé bạn nhé. Nếu chúng ta bấm vào đây thì nó chỉ cho chúng ta, nếu mà nó hiện ra cái file mà tải APK hay là iOS ấy, thì các bạn sẽ chọn lại cho lại như thế này cho mình. Nếu mà nó vào như thế thì ok các bạn nhé. Rồi các bạn bấm này, bấm vào đây, các bạn bấm tại mục tải xuống đây này, các bạn chọn cái dòng là Meeting Client nhé. Đấy, các bạn bấm vào thì nó cũng chuyển đến cái trang vừa xong thôi, nhưng mà trong một số trường hợp thì chúng ta bấm vào thì nó sẽ chuyển sang cái tải các cái file cho mobile các bạn ạ. Đấy. Rồi, tại đây thì nó sẽ có hai phiên bản để chúng ta lựa chọn, phiên bản 64 bit và phiên bản 32 bit. Nếu mà Win của chúng ta sử dụng phiên bản 64 thì chúng ta cứ tải ở file mặc định thôi. Còn đây xem bao nhiêu bit thì chúng ta xem ở đây. Đó, thì 32 bit thì chúng ta bấm vào dưới này nhá. Mình sẽ tải bản 64 bit. Mình sẽ lưu luôn ngoài màn hình này. Rồi, sau khi tải về xong thì các bạn tiến hành cài đặt cho mình. Các bạn kích đúp vào. Rồi, chúng ta sẽ để luôn cái chức năng là tự động cập nhật. Đó, khi có phiên bản mới các bạn nhé, khi khởi động nhé. Rồi tại đây thì chúng ta muốn chuyển sang ngôn ngữ khác thì chúng ta cứ chuột phải vào cái biểu tượng của nó ở dưới góc màn hình đây, chúng ta bấm vào cái Switch Language và chọn cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn, ví dụ như đây là tiếng Việt. Rồi các bạn chờ một lát để cho nó khởi động lại cái chương trình. Thì tại đây thì các bạn sẽ đăng nhập vào để chúng ta tiến hành một số cái cài đặt nhé. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt camera. Rồi, sau khi mình tắt cái phần mềm quay màn hình, mình sử dụng cái webcam đi, mình nhường cái webcam lại cho phần mềm Zoom sử dụng, thì mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các bạn cái chúng ta thiết lập cái webcam đầu tiên các bạn nhé. Nếu mà trong máy của chúng ta có nhiều webcam thì chúng ta phải lựa chọn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái bánh răng này, cài đặt và thẻ video. Thì tại đây thì nó sẽ mặc định, nó chọn một cái webcam có trong máy của bạn. Thì trong máy tính của chúng ta sẽ có bao nhiêu webcam thì nó sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là sẽ bấm ra, bấm vào đây và chọn cái tên webcam mà chúng ta muốn như các bạn. Đây này, ví dụ chọn cái khác này. Đấy, thì đây, ví dụ mình đang sử dụng cái webcam này thì mình chọn webcam này. Thì nếu mà ở laptop thì sẽ có hai cái đấy. Trường hợp mà chúng ta rút webcam ngoài ra thì khi cắm lại thì nhiều khi nó sẽ tự động nó mặc định, nó chọn cái webcam của laptop. Thì một số cái laptop đời cũ thì cái chất lượng webcam nó sẽ xấu, thì chúng ta sử dụng cái webcam ngoài các bạn nhé. Mình sẽ chỉ để gặp các bạn cách cho chúng ta lựa chọn thôi. Các bạn bấm vào đây, chọn cái tên webcam mà chúng ta ưng ý nhé. Cái thứ hai thì các bạn lưu ý này, các bạn nhìn này, cái tỷ lệ gốc là sao. Các bạn nhìn nhé, khi mà chúng ta chọn tỷ lệ gốc thì nó sẽ tự động nó thu cái hình ảnh về cái độ phân giải mặc định của camera. Đấy, còn nếu chúng ta tắt đi thì nó sẽ tự động nó sẽ phóng to lên cho cái hình ảnh nó gần lại đó. Đấy nha. Rồi còn cái quan trọng nhất ấy, thì mặc định của cái phần mềm Zoom này ấy, thì là cái webcam nó sẽ tự động nó sẽ giảm cái độ phân giải, cái độ nét của cái webcam xuống, thì các bạn sẽ bấm vào click vào cái HD này thì nó sẽ cho cái chất lượng hình ảnh HD các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không, cái khung hình nó sẽ đưa sang cái khung hình HD đấy.
HD trở lên đấy, có thể là Full HD đấy. Thì cái thứ hai, nếu mà chúng ta muốn nó đẹp thì các bạn bấm vào chỗ tân trang diện mạo này đó, thì tại đây chúng ta sẽ kéo cái này để điều chỉnh, đúng không? Chúng ta sẽ ra, chúng ta sẽ mịn màng hơn đúng không ạ, đẹp hơn đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta kéo này ấy, thì cái hình ảnh của nó sẽ cái da của chúng ta sẽ nhợt nhạt đi đó, nên là các bạn cũng kéo vừa vừa thôi nhá. Rồi thứ ba là bấm vào cái điều chỉnh cho ánh sáng yếu. Trong cái môi trường ánh sáng kém thì chúng ta nên bấm vào thì nó sẽ tự động nó căn chỉnh cái ánh sáng của chúng ta đó, kích ánh sáng lên, các bạn thấy không ạ? Đó, thì đây là chế độ tự động. Nếu các bạn muốn tùy chỉnh theo, đúng vào đây, ta cho thủ công, các bạn kéo lên kéo xuống à. Đấy, chỉnh sáng rất là ok các bạn nhá, rất là sáng không? Điều chỉnh ở đây. Đấy, đây là cách chúng ta điều chỉnh cái webcam chúng ta cho nó đẹp các bạn nhá. Đấy, ngoài ra sẽ có một số chức năng nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ở đây. Đấy, tiếng Việt cả thôi. À, cái thứ hai là cái về âm thanh. Thì các bạn chọn thẻ âm thanh này. Chọn sang cái thẻ âm thanh thì tại đây nó sẽ có phần loa và phần mic. Phần loa ở đây thì mình khuyến cáo các bạn nếu mà biết đích xác cái âm thanh đang nào đang sử dụng thì các bạn chọn ở đây nha. Còn nếu không thì các bạn cứ chọn lại là giống như hệ thống cho mình nha, để như này. Cái này cũng vậy, mic cũng vậy, cứ giống như hệ thống cho mình. Đấy, ok không? Tức là sao? Máy tính của chúng ta dùng cái nào thì nó sẽ tự động nó sẽ chọn cái đấy nhá. Còn nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu vì sao ở đây là cái phần mềm, cái Windows, cái máy tính chúng ta đang sử dụng cái loa nào, cái cả âm thanh nào và cái mic nào, thì chúng ta phải xem vào đây này. Các bạn kích chuột phải vào cái hình cái loa dưới góc này, cho là mục sao. Đây, tại cửa sổ này thì các bạn bấm vào vật playback. Playback tức là cái loa đấy các bạn ạ, phát loa đấy, loa phát ra. Thì như hiện tại thì hệ thống là sử dụng cái loa, cái mixer mình có đặt tên là E4 này, không? Đây các bạn thấy không? E4 này đúng không? Giống như hệ thống mặc cái E4. Hoặc là chúng ta biết thì chúng ta cứ chọn được, mặc định chọn thẳng vào luôn cái E4 này. Đó, cái loa ha. Đấy, cái máy thiết bị phát âm thanh, tức là để mình nghe đấy, mình là người trực tiếp nghe đấy. Và cái mic. Mic đây phần recording. Đấy các bạn thấy không? Trong này nó có nhiều cái nhưng mà mình tắt hết đi rồi, nhiều cái là đây. Mình tắt hết đi rồi. Đó. Thì đang dùng cái mixer E4 này. Đó, USB Audio. Thì ở đây mình để giống hệ thống thì nó tự động chọn cho mình. Còn nếu chúng ta biết, chúng ta chỉ định luôn thì chúng ta bấm thẳng vào đây ha. Thì cái này mình giải thích sơ qua cho các bạn nắm được thôi. Nếu mà các bạn cảm thấy rối quá thì các bạn bỏ qua cái này nhá. Các bạn cứ chọn giống như hệ thống cho mình nhá. Hai cái luôn nào. Rồi. Lọc tạp âm đấy các bạn chỉnh 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 thôi, không chỉnh thôi nhá. Rồi, có hai cái cơ bản nó như vậy về cái thiết lập. Thứ nhất là cài đặt phần mềm, thứ hai cài đặt video webcam, lựa chọn video, điều chỉnh chất lượng video, và thứ ba là điều chỉnh âm thanh, chỉ định đường âm thanh. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ lưu ý đến cái vấn đề cốt lõi của video, vấn đề mình muốn đề cập đến. Gần đây một số người mắc phải cái trường hợp là khi tạo cuộc họp này thì gửi ID đi và mật khẩu đi cho khách hàng, cho học viên, mà học viên họ kết nối về, họ sẽ nhận được cái thông báo là vui lòng chờ chủ phòng mà bắt đầu cuộc họp. Đấy. Tức là sao? Tức là chúng ta đang ở cái phòng chờ. Trước đây thì người quản trị cái phòng họp ấy thì chỉ cần cho ID và tắt cái chức năng phê duyệt đi thì bên kia chỉ cần có ID với mật khẩu là chúng ta vào thôi. Nhưng bây giờ thì mặc dù đã tắt chức năng đi rồi thì chúng ta vẫn gặp phải cái lỗi như cái sự cố như vậy. Nhưng thực ra nó không phải sự cố mà nó là một cái chức năng mới của Zoom các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải tải cái chức năng, mình gọi là một cái chức năng đi, một cái chức năng cho phép chúng ta tùy chỉnh cái cuộc họp. Ở đây cái phần mềm nó gọi là cuộc họp cá nhân đấy các bạn nhé. Thì bình thường á thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta tạo cuộc họp thì nó sẽ mặc định, nó tạo cho chúng ta một cái ID và một cái mật khẩu mặc định là số 0. Tức là chúng ta không thay đổi được cái mật khẩu. Đấy, và không tắt được cái phê duyệt đi, cái phòng chờ đi. Thì đây thì mình sẽ đầu tiên các bạn như này, lần đầu chúng ta chạy chương trình ấy, chúng ta sẽ bấm vào đây, bấm vào cái mũi tên đây chứ không phải bấm vào bắt đầu cuộc họp nha. Và các bạn bấm vào cái chỗ là sử dụng ID cuộc họp cá nhân cho mình, PMI đó. Rồi, cái bước thứ hai, các bạn bấm vào cái dòng mà có cái ID này. Rồi sang bên phải các bạn chọn dòng cuối cùng là cài đặt PMI. Thì tại đây thì các bạn lần đầu tiên ấy, chúng ta sẽ phải chờ một lát cho cái phần mềm nó cập nhật lại các cái module, các cái file hệ thống của phần mềm. Đấy, nó sẽ tải về. Cái quá trình này lâu hay là chậm mà hay là chóng thì là phụ thuộc vào cái tốc độ đường truyền và cấu hình máy tính của chúng ta. Chúng ta chỉ có việc là chờ đợi thôi.
Rồi, sau khi mà chúng ta tải được cái giao diện cài đặt về thì chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Thì bây giờ tại đây các bạn thấy ID của học cá nhân, tức là cái ID mà chúng ta sẽ gửi cho học viên để chúng ta kết nối về. Thứ hai là cái dòng mật khẩu, mật mã, thì tại đây các bạn có thể đặt lại mật khẩu bao nhiêu tùy ý các bạn nhé. Và đặc biệt cái chỗ này các bạn phải lưu ý cho mình là cái phòng chờ đó, đây là vấn đề mình muốn đề cập đến. Nếu mà chúng ta để là phòng chờ check cho vào như thế này thì tất cả những người kết nối vào, mặc dù có ID, có mật khẩu, khi kết nối vào thì nó sẽ nằm ở danh sách chờ. Và cái vấn đề chúng ta gặp phải ở đây là khi mà họ kết nối vào ở trên cái người chủ trì cuộc họp, nó sẽ không có bất cứ một cái động thái nào, một cái thông báo nào cho chúng ta biết để chúng ta vào chúng ta bấm chấp nhận nha. Chúng ta phải chấp nhận thì cũng giống như là duyệt thôi, phê duyệt thôi đó. Mình không hiểu sao mà Zoom nó có hai chức năng, nó mặc dù nó là hai cái tên gọi khác nhau nhưng mà nó cùng một mục đích nha. Thì phải bấm vào chấp nhận thì người đó mới vào được phòng. Nhưng mà tại sao phần mềm này nó không báo, nên là cái người chủ trì họ không biết để họ bấm, hoặc là bị sai sót, bị thiếu sót đấy, phải điểm danh sót chẳng hạn vậy, thì mình cũng không cần đề cập nhiều. Thì các bạn chỉ bấm tắt cái này cho mình, tắt phòng chờ đi, tức là đây mình đang hướng dẫn cho người chủ trì nhé các bạn nhé. Phòng chờ các bạn tắt đi đó. Đây, tiếp theo thì các bạn bấm vào tùy chọn nâng cao. Các bạn chắc chắn đảm bảo cho mình rằng là cái dòng phê duyệt đã được tắt đi, tức là chúng ta tắt cái phòng chờ và tắt cái phê duyệt đi thì cái học viên ấy, người dùng ấy, người xem ấy, thì họ sẽ kết nối vào, thì họ chỉ cần dùng cái ID này và cái mật khẩu này, là nhập đúng, họ nhập đúng là họ sẽ tự động họ vào cái phòng họp của chúng ta luôn. Đó, sau khi bấm xong thì chúng ta bấm lưu nhé. Đó, thì cái vấn đề mấu chốt của video hôm nay thì mình chủ yếu mình giới thiệu đề cập cho anh em cái vấn đề vừa xong thôi, vấn đề mà cái phòng họp chờ thôi. Đó, thì mình hướng dẫn cho anh em có thể tham khảo và có thể tự xử lý mà khi chúng ta gặp phải. Tất nhiên là đối với những người mà dành về tin học, dành về máy tính thì mình không nói rồi. Nhưng mà đối với những người mà gọi là không không dành lắm thì sẽ gặp một số bỡ ngỡ cái vấn đề khi mà chúng ta sử dụng phần mềm. Đấy, nó sẽ gây cái cản trở nhất định, phiền toái nhất định khi mà chúng ta sử dụng phần mềm. Đây, ví dụ như trong trường hợp này, chúng ta bấm cuộc họp mới nha các bạn nhé, mình bấm thử cho các bạn xem nhé. Do bây giờ hiện tại là cái webcam mình đang dùng để quay bên phần mềm OBS rồi, nó sẽ không có hiển thị cái webcam ở đây. Đó. Thì tại đây thì các bạn thấy này, bình thường ấy, thì chúng ta có thể tắt bật ở đây cũng được rồi, bấm bảo mật này. Các bạn thấy không? Kích hoạt phòng chờ. Đấy, khi kích hoạt phòng chờ thì là người dùng sẽ kết nối vào và phải chờ chúng ta chấp nhận. Đó. Hoặc là bấm bảo mật đây, chúng ta tắt đi. Đó. Thì vừa xong trong đây là chúng ta dùng thủ công nhá. Còn theo chế độ mặc định thì mình hướng dẫn các bạn vừa xong đấy. Các bạn vào đấy các bạn tắt đi thì mặc định nó sẽ tắt luôn các bạn nhé. Nó sẽ không bật ở đây nữa. Thì mặc định đây là cái chức năng mới thôi, chứ là phòng chờ. Đó. Thì mặc định khi chúng ta cài thì sẽ bật lên, hoặc là chúng ta vô tình bật lên thì là người dùng sẽ không kết nối được. Và không, nếu mà chúng ta không rành thì chúng ta có thể là sẽ không biết là giải quyết làm sao. Đấy, không biết là vấn đề nó do đâu nhá. Thì cái nội dung của mình muốn đề cập đến đây là kết thúc video của mình, thì cũng nhằm mục đích là hướng tới những người sử dụng máy tính cơ bản đấy, chứ không phải nhưng mà những ai đã biết rồi thì vui lòng bỏ qua nhé mọi người. Thì mọi người nếu mà thấy clip này có ích thì đừng quên giới thiệu cho mọi người cùng biết và bấm like, share, và nếu có thể thì bấm follow kênh của mình nếu mà chúng ta chưa follow các bạn nhé, để mình có cái động lực làm các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.